chọn lâu rồi. Thế nên ban nãy anh đã nói với em lời vĩnh biệt. Mộ Dung Thành, trận đời lẫn trận tình anh là người chiến thắng. Tôi phải làm gì trước hạnh phúc của anh ban đây? Lý Thiên Kim, Thang Thế Châu, hãy thương yêu và chăm sóc Lý Thiên Kim. Nàng hãy theo chồng trở lại Trung Nguyên, chờ ngày du quy xuất gia. Xin chia cùng tôi nỗi mừng vui vì đã vẹn trả nợ ân tình. Dù chết đi tôi cũng được yên lòng, thì thôi trong phút giây này xin tha thứ tội cho nhau. Trời ơi, sao nỡ cách chia cho kẻ ở khóc người đi. Quê mình, nếu anh chết đi rồi, hãy đưa anh về lại quê hương. Nhưng nếu đại ca chết đi thì em sẽ mang xác đại ca về với quê hương bụi mù cát trắng. Ở nơi đó em sẽ được gần đại ca mãi mãi, dù chỉ còn lại bên em một thể xác không hồn. Chứ còn ở nơi đây người ta chiếm đoạt tranh giành, em chỉ là cô gái miền sa mạc, làm sao có thể sánh được với người ta. Như vậy là suốt cuộc đời em chịu khổ, nhìn cuộc tình bằng đôi mắt hờn đau. Đến giờ này đại ca mới nghĩ về em, thì cũng là lúc đại ca không còn sống nữa. Quê mình, đại ca làm khổ em nhiều quá, em có hờn trách gì em nói đi, nói hết cho anh nghe một lần sau cuối. Mộ Dung Thạch chàng rửa sạch thành kiến xấu xa vì người Mông Cổ trong lòng người Trung Nguyên. Lý Thiên Kim, cuộc đời này không có gì khó, tất cả do thói quen của con người. Không có anh rồi mặt trời vẫn mọc, không có anh rồi hoa lá vẫn còn xanh. Tự mình đã làm khổ cho mình, chứ cuộc đời này vốn không có cái gì là quan trọng. Thì tự biệt sanh ly cũng đều do nơi định số, mỗi chúng ta không ai cái được như bao giờ. Hàng Tổng Đô, Lý Thiên Kim, lời nói cuối cùng của tôi là chúc cho hai người được muôn vàn hạnh phúc. Bấy nhiêu đó tôi cũng đủ nghe lòng mình mang nguyên, dù tôi không còn sống ở trần gian. Mộ Dung Thạch, không, anh không thể nào chết được. Lý Thiên Kim, hết rồi, đến lúc phải chia tay. Quê mình. Dạ em đây. Mang xác anh về miền sa mạc mến yêu. Đại ca, Lý Thiên Kim. Mộ Dung Thạch, trời ơi, chàng đã chết. Mộ Dung.